Vâng, em xin kính chào các bác ạ. Chào các bác đã trở lại với kênh YouTube của em nhé. Trong những động thái căng thẳng của Mỹ và Iran trên eo biển Hormuz thì hôm nay em xin giới thiệu với các bác những sản phẩm phân tần mà bên em có. Mà thưa các bác thì gần như là phân tần nào bên em cũng có, cho nên các bác cứ yên tâm đi. Các bác lấy số điện thoại trên màn hình của em, gọi điện cho em sẽ tư vấn cho các bác là loa này của các bác thì dùng loại phân tần nào cho phù hợp, hoặc là các bác đã có loại loa nào thì các bác phone lại cho em để em lấy cho bác loại phân tần đấy. Thì hôm nay thì em cũng làm một cái video nhỏ nhỏ thôi để giới thiệu với các bác những cái bộ phân tần mà trước mặt em đây. Đây em xin giới thiệu với các bác, đầu tiên đây là bộ phân tần B3. Tất cả những bộ phân tần mà bên em cung cấp đều có dây vào và dây ra loa, rất thuận tiện cho các bác mua về để đấu vào loa của mình nhằm nâng cao cải thiện chất lượng tiếng. Đây là một bộ phân tần của loa B3 có mã số là SO15. Cái mã số SO15 này nói lên điều gì? Nói lên là các bác có thể dùng cái bộ phân tần này cho đôi loa bát 40, có nghĩa là SO15 là 15 inch đấy ạ. Đây, đặc trưng của cái loa V3 là dùng một con tụ rất là xịn. Con tụ này tụ bạc rất là xịn. Và một cái bộ chống cháy dép được hãng B3 tích hợp trong một cái hộp nhôm nhỏ, trên đường đi ra tép đấy ạ. Và hai cái cuộn cảm rất là lớn đấy ạ. Vâng, đây là cuộn cảm lõi không khí. Tất cả những cái đầu dây ra và đầu dây vào đều được trang bị trên một bộ phân tần mà bên em có. Vâng, em cũng nói qua một chút. Thì ở trên cái bộ phân tần này thì có một dây đỏ và một dây đen. Đấy là chính là đường vào của phân tần, là đường vào của phân tần. Thì đấy là in đấy, đường vào là in. Và đường ra của phân tần là ra bát, là ao, ra tép, là tép cộng và tép trừ đây ạ. Bên cạnh cái bộ phân tần B3 thì em còn có cái phân tần JBL725 đây ạ. Đây là một bộ phân tần JBL725. Đây là bộ phân tần lớn cho loa 725. Cái bộ phân tần này thì có thể đáp ứng được cái loa 725 có công suất củ bát vào khoảng côn 100, củ từ 220 là bộ phân tần này có thể đáp ứng được, bao gồm 4 cuộn dây, 7 con tụ và 1 con điện trở. Và dây vào dây ra của nó đều được ghim rất là chắc chắn, được hàn rất là chặt chẽ bằng những bàn tay robot, đảm bảo được cái sự chắc chắn và độ tinh tế của cái sản phẩm. Đằng sau cái phân tần JBL725 thì em còn có một cái phân tần nữa là phân tần 4012. Cái phân tần 4012 thì em có hai loại. Một loại là dùng cho loa bát công suất lớn. Công suất lớn có thể lên đến củ 220. Đây là cái phân tần. Cũng là phân tần 4012. Đây 4012 đây nha các bác nhá. Đây có hai bản, em có hai bản này. Hai bản này đều có dây vào và dây ra, rất thuận tiện cho các bác mua về để đấu vào loa. Cái bộ phân tần lớn này của em thì nó có thể đáp ứng được cái công suất của củ loa lên đến 220mm. 220mm là 22 phân đấy ạ. Đây là bộ phân tần nhỏ cho loa 4012 nhỏ. Thì nó có thể tương thích với những đôi loa có củ từ độ khoảng 170 đến 190 là tương thích. Đây, đằng sau cái loa phân tần của loa 4012 thì em còn có cái phân tần cho loa karaoke gia đình là 1 bát và 4 tép. Đây, các bác dùng những cái bộ phân tần cũ kỹ ngày xưa với những chỉ số đo của chất lượng linh kiện nó không có được cao thì các bác mua cái bộ phân tần này về, các bác ghim vào loa của các bác, nó cũng có đường vào và đường ra. Một đường vào là từ âm ly vào, và 5 đường ra, 5 loa đấy ạ. 5 loa là 1 loa bát và 2 loa trung, 2 loa tép ở một cái bộ phân tần này. Đây các bác nhìn theo dõi nhé.
Nên em cũng làm một cái video nho nhỏ để các bác biết được bên em có những cái bộ phân tần cung cấp cho các bác để gắn vào những đôi loa mà đang nghe, có thể là loa hội trường, sân khấu này, loa full karaoke, kinh doanh, loa gia đình là bên em đều có hết. Ngoài những phân tần ra thì bên em cũng là một cái đại lý chuyên về cái micro SuFu. Đây, các bác nhìn xem rất là nhiều những sản phẩm micro SuFu được em bày ở đây. Và những sản phẩm này được đi hàng ngày, được em cung cấp ra thị trường hàng ngày. Các bác lưu ý nhé, em sẽ để lại cái số điện thoại của em ở trên trên kênh, trên cái tiêu đề kênh. Các bác nào có nhu cầu gọi điện cho em sẽ báo giá cho từng sản phẩm một. Vì là rất là nhiều những sản phẩm ở đây em không thể đọc hết được tất cả những cái giá làm cho bác nhớ được. Thì các bác cần cái loại loa nào, cần tư vấn về loại phân tần gì thì cứ gọi điện cho em để em tư vấn cho các bác. Vâng, thì em cũng xin chào tất cả các bác. Cảm ơn các bác đã quan tâm đến kênh và ủng hộ kênh. Vâng, em chào các bác ạ.